Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Flan Gamer đây. Thì theo cầu của các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ làm về chủ đề BVZ2 phiên bản quốc tế nha, 9.2.2. Thì vẫn là chủ đề hot mà một tuần nay các bạn đã xem video của mình, chính là bản BVZ2 9.2.2. Phiên bản này mới cập nhật và mình đã làm video. Thì bản BVZ2 quốc tế 9.2.2 đã cập nhật trên CS Play cho tất cả anh em chúng ta tải về và trải nghiệm nha. Các bạn đã được sở hữu con Flan mới, đó là Hitseeker. Con này cực mạnh, cực phê, cực cuốn luôn khi chúng ta được sở hữu nó. Từ Level 1 cho đến Level 10 và M200 và Master 3 999, quá khủng khiếp phải không? Và hôm nay đó là video không săn no reload nha. Thì cũng như nhiều anh em đang mong đợi, đó là cái bản không săn no reload mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ngay ngày hôm nay. Rồi, đây chính là version 9.2.2 nha. Mình sẽ nhấn vào play khi chúng ta sẽ vào cái bản BVZ2 quốc tế này 9.2.2. Bản không săn no reload thì đây, trước tiên mình sẽ vào quyển sách ở góc trên màn hình. Tất cả các Flan đã được mở khóa Max Level nha, từ Level 10 cho đến Level 20. Nếu mà bạn nào không muốn nó mắc liver đấy thì các bạn có thể chơi bản số 1 coin. Đấy, số 1 coin thì tất cả các Flan Level 1 nhá. Đấy, bạn nào muốn trải nghiệm từ từ và dần dần các Flan của mình từ Level thấp thì các bạn có thể trải nghiệm bản số 1 coin nhá. Còn bản nào thích Flan của mình mạnh một chút đấy thì các bạn sở hữu bản mắc liver này nhá. Đấy, tất cả các Flan đã trở thành không săn nhá, low reload luôn, không chờ thời gian hồi phục cây. Đấy, đây, tất cả Flan luôn. Và con Hitseeker đây, đấy, chính là Flan mà anh em đã được trải nghiệm và sở hữu rồi. Nó khủng khiếp và thật sự bá đạo các bạn ạ. Chúng ta khi trải nghiệm con này thì không thể nào mà có thể đánh giá một từ nó là quá hay được, mà nó tập hợp tất cả các từ luôn, đó là khủng khiếp, bá đạo và bro nhất luôn. Đấy, mình nhận xét cái con Flan này nó là như vậy, nó quá khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào test cái không săn low reload cho các bạn xem nhá. Đây, chúng ta sẽ vào phần adventure và các bạn chọn bất kỳ các map nào nhá. Ở đây thì map đó là no full map các bạn nhá. No full map cho các bạn trải nghiệm nhá, không săn low reload, no full map. Mình sẽ đi ngày nào đây? Rồi mình sẽ đi cái Winwest miền Tây hoang dã này nhá, cho các bạn xem cái bản không săn no reload này. Và chúng ta cũng bắt đầu từ ngày 1 thôi, vì nó là no full map mà, các bạn sẽ trải nghiệm từ từ nhá. Rồi nó còn hướng dẫn gì đây? Các Flan Max Level quá mạnh các bạn ạ. Chỉ 1-2 hit zombie là đi đời nhà ma luôn. Đây, Hitseeker của các bạn đây. Và ở đây chúng ta sẽ chọn bất kỳ Flan nào nhé, vì nó là không săn nên chúng ta chọn thoải mái, tẹt ga thì thôi. Ok. Rồi, xin mời các bạn trải nghiệm cái bản không săn no reload cực mạnh, cực bá đạo này. Rồi, đây, không săn no reload thì mình sẽ kéo củ hành tím này cho các bạn xem này, kéo tẹt ga thôi, mỏi tay thì thôi nhá. Đây, đấy, không vấn đề gì, cứ mua thôi, không cần phải mua săn làm gì các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình có thể mua đây, con càng cua này nó cắp thì thôi rồi các bạn ạ, không còn gì mà đỡ được. Đấy, đây, con Flan mới đây các bạn ạ, nó mạnh khủng khiếp luôn các bạn. Nó chỉ bắn một phát thôi nhưng mà đã tiêu diệt tất cả các zombie khi xuất hiện, nó quá khủng khiếp rồi. Thế nên mình, các bạn là xem ở những video khác trước mình đã test cho các bạn xem rồi, nó khủng khiếp thật sự luôn, bá đạo luôn. Đây, cho các bạn xem Flan food của tất cả các loại cây ở đây nhé. Đây,
Ghê không các bạn ơi. Zombie khi xuất hiện chỉ có chết thôi các bạn ạ. Làm sao mà đỡ nổi. Đấy. Ở đây đã không săn rồi lại mắc fever các bạn ạ. Thì không thể nào mà zombie có thể chống đỡ được nhá các bạn nhé. Thì các bạn muốn chinh phục phá ải map của bản đồ thì cực dễ luôn. Khi các bạn sở hữu được cái bản không săn lâu này nhé, 9.2.2. Thì còn chân giờ thì nữa mà không nhấn kéo xuống đường link dưới phần mô tả, các bạn tải nó về nhé. Cái này các bạn sẽ chép planlever.tgon nhé, chép theo đường dẫn Android data com.eagame.bvz2-go. Tiếp tục file no backup và cuối cùng là cdl.9.2 nhé. Đấy, thì các bạn sở hữu được cái bản này cực kỳ đơn giản thôi. Và ngày 1 của mình trôi qua một cách cực kỳ nhàn nhã và nhanh chóng thôi. Vậy các ngày tiếp theo thì sao? Cũng như thế thôi các bạn ạ. Thì bản này thì các bạn sẽ chinh phục các map, các ải của bản đồ. Và các bạn có thể đi Benny Pursuit này khi bật mạng lên và Arena nhé để kiếm điểm. Đấy, sẽ cực hay chết luôn. Thôi mình sẽ vào cái phần cây cối này xem thế nào, xem có cái gì không. Cái này thì chắc chúng ta phải bật mạng lên các bạn ạ, thì chúng ta mới chơi được. Đây, mình sẽ xem cái phần Arena xem các bạn nhé. Arena, đi Arena xem chúng ta chơi Arena xem có chơi được không nha. Bật mạng lên, bật mạng đi Arena với bản không săn Nodinoat này. Thì chắc cũng như mọi bản kia thôi các bạn ạ. Khi chúng ta bật mạng lên, khi chúng ta vào game và chúng ta sẽ bật mạng lên thì chúng ta sẽ chơi được thôi. Rất dễ và đơn giản thôi, không có vấn đề gì khó khăn nhé các bạn nhé. Nếu các bạn có chép file mà không thành công thì có thể comment xuống phía dưới phần nhận xét nhé, để mình giải đáp cho các bạn. Rồi, chúng ta đã vào Arena và bây giờ chỉ việc chiến đấu với các zombie thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục chọn cây cối để chúng ta phang zombie thôi. Ở zombie ở Arena thì nó tập hợp rất nhiều zombie nhé các bạn nhé. Có cả Gangatu, các cỗ máy của Farfetch'd và các zombie mới nha ở Penny Pursuit. Rồi, thì bây giờ chúng ta lại chọn củ hành tím nha các bạn nhé. Không săn thì các bạn phải chọn hành tím, chơi nó với chất. Rồi, tiếp tục là plan mới đây, không săn. Và chúng ta sẽ chọn những con gì đây? Con này cực kỳ hay luôn các bạn nha. Con này cũng hay này, con này hay này. Thôi thôi, chúng ta chỉ chọn được thế này thôi các bạn ạ. Thôi, chúng ta sẽ vào cuộc chiến thôi, không chần chờ gì nữa nha. Phang nhiệt tình, phang tới tấp cho mình nha. Ok, hành tím đâu? Nhanh tay, các bạn nhanh tay chọn hành tím nha. Khi zombie lên chúng ta sẽ quất nhiệt tình luôn. Đấy, chúng ta chỉ cần 3-4 hàng thôi, không cần phải nhiều đâu. Đấy, zombie đã lên rồi các bạn ơi. Zombie đã lên nha. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ được kéo cây và tiêu diệt thôi. Đấy, nào kéo cây thôi, nhanh tay nhanh tay. Đấy, có cả zombie này các bạn ơi, có cả zombie này các bạn ơi, chơi đi các bạn ơi. Ôi giời ơi, con zombie nó trâu quá các bạn ơi, trâu à. Cho mày ăn bom nho này, hit seeker này, trâu ghê. Con này trâu thế nhỉ các bạn ạ, quá trâu luôn các bạn ơi, con này quá trâu luôn, rất nhiều zombie luôn. Rồi, phờ lan phút cho chúng mày biết thế nào lợi hại này. Úi giời, mưa bom báo đạn các bạn ạ. Zombie này mà đỡ làm sao nổi các bạn ạ, quá khủng khiếp luôn. Tiếp tục kéo vào nhà, con zombie đã bị tiêu diệt các bạn ơi, mình quá mạnh rồi các bạn. Có, ôi zombie ở đây trâu thế các bạn, nó cũng trâu đấy chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng làm sao mà qua được nổi cái con Hitchhiker này của mình kia chứ. Ui zombie nó thành khổng lồ kìa. Nào tấn công đi chứ. Ui nó khỏe thế các bạn ơi. Bom nho đâu rồi, hạ nó thôi, chết rồi, nó gạt hết cây cối của mình đi rồi, quá khủng khiếp luôn. Bọn này ghê gớm thật đấy. Tiếp tục ăn phần lâm phút của tao nào, đỡ đi. Ui giời, chỉ có chết mà thôi. Hitchhiker, ôi chúng ta sắp thắng cuộc các bạn nha. Ui zombie, Gangatu nó lên và cỗ máy robot nó cũng xuất hiện. Các zombie đây rất trâu các bạn nha,
nếu các bạn không phải là Makiver thì khó mà có thể địch được lại các zombie ở đây đấy. Đấy, chúng ta tiếp tục kéo nào, chơi nhiệt tình đi các bạn ạ. Zombie trâu và nó khi nó được ăn đam nó lên zombie thành zombie khổng lồ nhá các bạn nhé, nó sẽ mạnh hơn các bạn. Ôi không chết các bạn này. Bình thường zombie ở các map mà ở Adventure đấy thì khi con Hitchhiker này mà tung đam thì chỉ có chết, nhưng mà ở đây á không chết các bạn này. Châu chưa, bắn mấy phát không chết nhá, ghê chưa, quá ghê luôn các bạn ạ. Nếu như mà các bạn muốn đi trận này đấy thì các bạn phải dùng M200 nhá, thì các bạn sẽ chơi nó dễ hơn. Các bạn lưu ý là phải dùng M200 nhá, chứ mà Makiver thì chúng ta chơi nó hơi bị thốn một tí đấy, nhưng mà vẫn thắng cuộc các bạn nhé. Tuy số điểm không cao nhưng chúng ta vẫn đánh bại đối thủ. Rồi thì hôm nay mình đã review cho các bạn cái mod không săn no reload BV2 phiên bản mới nhất 9.2.2 nhé. Thì nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Phalan Gamer nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.